Xin kính chào quý vị đến với chương trình Đối ngoại và Hội nhập của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, bức tranh kinh tế xã hội của Việt Nam đang tiếp tục khởi sắc, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép, thị trường tài chính, tiền tệ cơ bản ổn định. Việt Nam cũng đang tiến nhanh trên nhiều bảng xếp hạng của thế giới. Để đạt được những thành tựu này, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế là nhờ những phản ứng nhanh nhạy của chính phủ, trong đó phải kể đến việc phê chuẩn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế RDP trong năm 2022 và 2023 có giá trị ước tính lên đến 15 tỷ đô la Mỹ. Đối ngoại và hội nhập tuần này sẽ cùng lắng nghe những nhận định đến từ chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB về chương trình thể hiện sự linh hoạt trong ứng phó với các biến động của Việt Nam này, cũng như khả năng phục hồi của nền kinh tế trong tương quan với các nước trong khu vực. Nhưng trước tiên hãy cùng nhìn lại quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam trong nửa đầu năm nay qua clip ngay sau đây. Nền kinh tế Việt Nam đang được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm nay và năm tới nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao cho phép chính phủ dỡ bỏ các biện pháp kiềm chế đại dịch nghiêm ngặt, mở rộng thương mại và tiếp tục chính sách tài chính và tiền tệ mở rộng. Tính đến ngày 22 tháng 3, 79,4% dân số trên 18 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ và 47,5% đã được tiêm chủng mũi thứ 3. Tỷ lệ tiêm chủng cao cho phép chính phủ bỏ các biện pháp kiềm chế đại dịch nghiêm ngặt, gây gián đoạn. Sự chuyển hướng kịp thời trong chiến lược kiểm soát dịch bệnh giúp khôi phục hoạt động kinh tế và giảm sự bất ổn trong môi trường kinh doanh. Khảo sát của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh trong lĩnh vực chế biến chế tạo cho thấy 81,7% số doanh nghiệp được hỏi tin rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn vào năm 2022. Trong quý 1 năm 2022, tăng trưởng GDP đạt mức 5%, cao hơn mức 4,7% của năm trước. Các tổ chức quốc tế cũng như trong nước đã đưa ra các kịch bản phát triển kinh tế. Thì những kịch bản này cho thấy nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi, nhưng mà phục hồi một cách thận trọng. Chúng ta không thể hy vọng rằng là nền kinh tế sẽ phục hồi trở lại theo hình chữ V được, là vì bối cảnh phát triển mới là bối cảnh chúng ta phải kết hợp giữa phòng dịch với việc phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, quá trình phục hồi sẽ có khó khăn, nhưng mà theo tôi là chậm nhưng mà chắc. Các kết quả thành tựu của Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Theo đánh giá của Nikkei, Việt Nam tăng 48 bậc, xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi COVID-19. EMRO cộng 3 đánh giá nền kinh tế Việt Nam dự kiến tăng ở mức 6,3% năm 2022 và 6,5% năm 2023. ADB và BIDV dự báo kinh tế Việt Nam có thể đạt 5,5-6% và sẽ cao hơn trong năm sau. Ngoài ra, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số năng lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam năm 2021 xếp thứ 52, tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới. S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ổn định. Theo chỉ số chính phủ tốt năm 2022 do Viện Quản trị Chartler của Singapore công bố, Việt Nam tăng 18 bậc lên vị trí thứ 39 về chỉ số thu hút đầu tư, đồng thời đứng thứ 15 về chỉ số sự hài lòng đối với các dịch vụ công. Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tích cực triển khai các biện pháp về phục hồi tăng trưởng kinh tế, các gói hỗ trợ kích thích phát triển kinh tế trong giai đoạn 2020 và 2021 đã phát huy các tác dụng tích cực. Các chuyên gia quốc tế đều đánh giá các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế đã và đang được chính phủ triển khai. Trong số đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế RDP trong năm 2022 và 2023 được kỳ vọng sẽ mang đến những động lực mạnh mẽ hơn nữa cho nền kinh tế trong thời gian tới. Thưa quý vị, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nằm trong số những tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm rất lớn với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế RDP của Việt Nam. Truyền hình Nhân dân đã có cuộc kết nối với ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, để có thể lắng nghe những đánh giá từ phía quốc tế về chương trình này, đặc biệt vai trò của chương trình trong thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Minh Cường đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Vâng, trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2022 mới đây, Ngân hàng ADB nhận định kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng ở mức 6,5% trong năm nay. Trong bối cảnh, đây là con số khá lạc quan trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến rất nhiều biến động. Ông có thể chia sẻ về những lý do để ADB đưa ra được con số khả quan như vậy? Nếu chúng ta nhìn vào trong các cái dự báo kinh tế của các tổ chức quốc tế, toàn nằm trong cái khoảng từ 5,5 đến 6,9 và thậm chí là 7% trong năm 2022. Thì là chúng ta có thể thấy là nhìn chung thì là các dự báo đều rất lạc quan. Phân tích về những cái động lực tăng trưởng và cơ hội tăng trưởng cũng như thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam thì có thể thấy là cái bức tranh của nền tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2022 và cái sự phục hồi kinh tế trong năm 2022 nó vẫn rất là sáng sủa. Thế cho nên đây con số thì nó có thể nó cũng không nói hết được bức tranh thực sự. Thế nhưng mà nếu chúng ta nhìn một cách tổng quát nhìn chung ấy, thì là tất cả những dự đoán tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2022 và năm 2023 phản ánh đều có một cái thông điệp rất là đồng nhất, đó là cái sự phục hồi kinh tế Việt Nam rất là mạnh trong năm 2022 và sẽ là tiếp tục năm 2023. Đối với cái dự báo của ADB đưa ra thì những cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế nó cũng rất rõ nét. Khủng hoảng kinh tế vừa rồi là khủng hoảng y tế, nó xuất phát từ khủng hoảng y tế. Mà cái quan trọng nhất đối với Việt Nam là đã khống chế được dịch bệnh. Ví dụ như là cái tỷ lệ tiêm vaccine rất là cao, rồi thì là cái tỷ lệ mà ca nhiễm mới giảm đi rất nhanh, tỷ lệ tử vong giảm đi rất nhanh. Hệ thống y tế đã được giải phóng ra khỏi cái chiến dịch đối phó với lại dịch bệnh. Cái hiệu quả của việc kiểm soát dịch bệnh tốt như thế thì cái phục hồi đi lại, tức là cái sự phục hồi của chuỗi cái cung ứng về lao động cũng như là phục hồi về sản xuất nó diễn ra nhanh hơn dự đoán. Thế thực tế là nó nhanh hơn dự đoán. Ví dụ như là cái phục hồi về du lịch của Việt Nam hay là phục hồi của ngành hàng không Việt Nam nhanh, gần như là tốc độ nhanh nhất thế giới. Trong 5 tháng vừa qua thì lượng khách trong các cái nhà ga cảng hàng không đã đạt khoảng trên 40 triệu. Cái lượng khách du lịch nội địa tăng cũng rất mạnh. Về công nghiệp thì cái chỉ số công nghiệp tăng khoảng trên 10% trong vòng 5 tháng đầu năm. Và tương tự như vậy là nhìn vào trong cái tiêu dùng thì là cái chỉ số bán buôn bán lẻ cũng tăng rất là mạnh. Kể cả đối với giải ngân đầu tư nước ngoài, như vậy là đạt 7,7 tỷ đô. Đây là một con số rất ấn tượng trong vòng 5 năm vừa qua. Và nếu chúng ta nhìn trong cái bối cảnh như thế thì cái việc mà IDB đưa ra dự báo thì cho đến thời điểm này chúng tôi vẫn giữ nguyên cái dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2022 là 6,5%. Ông đánh giá như thế nào về bối cảnh phục hồi của nền kinh tế Việt Nam so với các nền kinh tế khác trong khu vực? Mức độ phục hồi của Việt Nam theo như đánh giá của ADB thì là cho đến thời điểm này tương đối khả quan hơn một số các nước trong khu vực, và mức độ phục hồi có thể là nhanh hơn. Tăng trưởng theo dự báo của ADB là 6,5%. Trong năm 2022 thì nó sẽ là cái tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh. Một cái điểm giống, một cái động cơ tương đối giống giữa Việt Nam và các nền kinh tế khác trong khu vực, đó là về thương mại. Thì hầu hết là các nước đều phục hồi thương mại rất là nhanh. Và một điểm thứ hai nữa là Việt Nam có nhìn hơn một chút so với các nước trong khu vực, đó là vấn đề đầu tư nước ngoài. Thì vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài cũng như là việc giải ngân vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam vẫn là cái địa điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, và đặc biệt là trong cái bối cảnh mà Việt Nam có rất nhiều các FTA. Và trong một bối cảnh mà khi mà môi trường toàn cầu cũng như trong khu vực nó có rất nhiều những cái biến động về địa chính trị thì cái môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam vẫn tương đối an toàn hơn. Và ngoài ra thì là với một cái thị trường khoảng 100 triệu dân thì đây cũng là một cái địa bàn rất hấp dẫn cho những nhà đầu tư nước ngoài. Cho nên chính vì thế là so với các nước khác thì là cái gọi là sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường Việt Nam nó cũng nhiều hơn. So với các nước cái phục hồi về đi lại của Việt Nam, tức là cái thị trường nội địa của Việt Nam, dịch vụ kèm theo du lịch nó cũng nhanh hơn. Đối với hàng không chẳng hạn thì là trong vòng 5 tháng đầu năm như vậy là tổng số lượt khách mà di chuyển khoảng 40 triệu, rất là cao. Tức là cái sự phục hồi của hàng không Việt Nam là nhanh nhất trên thế giới. Và trong bối cảnh đó, để tạo thêm động lực cho sự phục hồi của nền kinh tế, Quốc hội đã triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế RDP cho giai đoạn 2022-2023. ADB cũng đưa ra những đánh giá khá cao cho chương trình này. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về nhận định của ADB? Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế mà Quốc hội thông qua tháng 1 năm 2022 phải nói rất kịp thời. Tức là vào cái thời điểm mà khi nền kinh tế là đang bị tác động rất nghiêm trọng của đại dịch thì là
Quốc hội đã nhanh chóng thông qua cái gói phục hồi kinh tế khoảng 15 tỷ đô. Có rất nhiều cái giải pháp trong đó. Đây là một cái gói phục hồi kinh tế mà dựa trên hai giải pháp là tiền tệ và tài khoá, thông qua rất là nhanh và kịp thời cái gói, tức là những cái biện pháp để hỗ trợ và phục hồi kinh tế. Thiết kế cái chương trình này thì thực tế là cũng rất công phu. Tức là thứ nhất là căn cứ vào những cái bài học của những cái hỗ trợ kích cầu trong khủng hoảng từ những năm 2008 đến năm 2010. Thiết kế của cái gói này là cũng căn cứ trên những kinh nghiệm của cái gói mà từ năm 2020, và đã nhìn rõ ràng ngay những bài học từ năm 2020, chứ chưa nói đến cái bài học trước đó, ngay như năm 2020 những cái gì đã rút ra được, những cái gì đã làm cho quá trình thực hiện đã chậm trễ thì lập tức là đã được đưa vào gói này. Việt Nam sẽ mất đi một động lực tăng trưởng rất quan trọng nếu như mà không thực hiện tốt cái giải ngân cái gói hỗ trợ phục hồi kinh tế này. Chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phát triển cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh. Đây là những giải pháp tài khoá thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế RDP đã được Quốc hội phê chuẩn vào ngày 11 tháng 1 năm 2022. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đánh giá các giải pháp tiền tệ của RDP sẽ cung cấp thêm thanh khoản cho nền kinh tế thông qua việc các tổ chức tín dụng dự kiến giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 1% trong năm 2022 và năm 2023. Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ tín dụng đến hết năm 2023. Phải có một cái nghiên cứu rất sớm và đưa ra rất sớm một cái gói hỗ trợ nó đủ quy mô và nó có cái tác dụng nhanh. Và cái gói này thì làm sao tập trung vào để giải quyết vấn đề về đứt gãy sản xuất, hỗ trợ cho các chủ thể quan trọng bị tác động của bệnh dịch Covid, trong đó có doanh nghiệp, có hợp tác xã, có hộ gia đình, người lao động. Mục tiêu của chương trình là phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt được mục tiêu của giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, tăng trưởng GDP bình quân 6,5 đến 7% một năm, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn, tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Kết hợp cả hai về tài khoá và tiền tệ song hành với nhau. Trong đó, cái chính sách về tài khoá đang được đánh giá phải là một chính sách mang tính chất trụ cột, trong dùng cái chính tài khoá để hỗ trợ thêm để cho chính sách tiền tệ, để làm nào chính tài khoá đó thì chính sách tiền tệ nó mới đi đến các doanh nghiệp. Đồng thời ngược lại thì chính sách tiền tệ lại phải đảm bảo một cách rất là linh hoạt, để khi mà chúng ta dùng các chính sách tài khoá như là tăng về bội chi, tăng thêm nợ công, nhưng mà lại không xảy ra tình trạng là lạm phát, không xảy ra những yếu tố để bất ổn kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong quá trình triển khai một dự án quy mô như chương trình phục hồi và phát triển kinh tế RDP. Ông nhận định như thế nào về những thách thức khi thực thi chương trình phục hồi và phát triển kinh tế RDP ở Việt Nam? Tổng thể thì là cho đến thời điểm này thì toàn bộ cái gói này mới giải ngân được khoảng đâu đó khoảng 10%. Để có thể thúc đẩy được cái giải ngân thì đây thực sự nó một vấn đề, một trong những nguyên nhân tại sao giải ngân chậm. Chúng ta có thể thấy là gần như mang tính hệ thống ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì là hầu hết tất cả những cái quy trình hiện giờ, mặc dù đã có sự phân cấp rất rõ ràng và rất cụ thể, rất mạnh, nhưng mà cuối cùng lúc mà tập trung lại thì nó vẫn là gì, là cái quy trình mà xem xét liên ngành, tức là giữa các bộ, các ngành với nhau, cái việc phối hợp rồi với các tỉnh nữa. Và thực tế là gì, là trách nhiệm của ngành nào, trách nhiệm của địa phương nào quyết định luôn, chứ không phải là rồi đề nghị rồi xem xét rồi trình lên cấp trên giải quyết. Làm được toàn bộ để thực hiện đầy đủ 3-4-5 cái từ đó thì có khi mất cả tháng. Vâng, đúng là để thực thi một chương trình quy mô lớn như chương trình phục hồi và phát triển RDP là không hề đơn giản. Ông có thể đưa ra một chút nhận định, đánh giá về chương trình này so với các biện pháp tương đương của các nền kinh tế khác trong khu vực?
Các nước trong khu vực hiện giờ thì có sử dụng nhiều biện pháp để có thể là hạn chế lạm phát. Ví dụ như là Malaysia, Indonesia thì là hạn chế cái xuất khẩu, ví dụ như là dầu cọ hay là thịt gà tất cả, thì để họ tăng cường cái lượng cung trong nước và từ đó họ làm giảm đi cái sức ép về lạm phát. Tương tự như thế là đối với cái xăng dầu thì là các nước cũng áp dụng quỹ bình ổn giá, rồi thì họ cũng áp dụng về việc mà giảm thuế và phí đối với xăng dầu. Nhưng mà có một số nước thậm chí còn mạnh tay hơn, tức là họ áp dụng kể cả những cái biện pháp gọi là trợ giá. Đấy, trợ giá đối với lại một số những cái đối tượng hoặc một số lĩnh vực, ví dụ như là ở Philippines thì họ đã áp dụng trợ giá cho toàn bộ cái hệ thống vận tải, tức là trợ giá dầu. Nhìn chung thì các nước Đông Nam Á kiểm soát lạm phát tương đối tốt, cho đến bây giờ thì cái mức độ lạm phát ở Đông Nam Á nó không gay gắt như là các nước phát triển. Nó có thể có nhiều nguyên nhân, một là cái gói kích cầu của các nước Đông Nam Á hay là châu Á thực hiện cái kích cầu nó chậm hơn một nhịp so với các nước phát triển, cho nên cái tác động của cái gói kích cầu đó lên lạm phát nó chưa mạnh. Quá trình phục hồi kinh tế của những nước châu Á và đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á chẳng hạn thì là có thể là chưa mạnh như là đối với những nước mà có những gói kích cầu hỗ trợ phục hồi kinh tế lớn. Thế cho nên chính vì vậy nó chưa có tác động nhanh đến lạm phát, và cho đến thời điểm này thì đa số là cái sức ép lạm phát đối với các nước trong khu vực hiện giờ vẫn là lạm phát chi phí đẩy, tức là thông qua những cái tác động bên ngoài. Về các cái biện pháp gọi là những cái chính sách kích cầu ấy, thì tùy theo từ từng nước. Thế nhưng mà nhìn chung ấy, trong cái giai đoạn đầu của dịch bệnh thì các nước dựa nhiều vào cái chính sách tài khoá. Việt Nam thì hơi khác một chút, Việt Nam là cái giai đoạn đầu thì Việt Nam dựa nhiều vào chính sách tiền tệ. Thế thì khi chuyển đến sang giai đoạn tiếp theo, tức là khi mà Quốc hội thông qua cái gói hỗ trợ phù hợp kinh tế này, chính sách biện pháp về tài khoá nó mới tăng dần lên để chia sẻ bớt gánh nặng cho cái chính sách tiền tệ. Trong những báo cáo gần đây thì ADB cũng đưa ra những bài cảnh báo. Rủi ro trước hết là phải khẳng định Việt Nam cũng như các nước trên thế giới chưa hẳn thoát ra khỏi cái dịch bệnh. Cho đến bây giờ WHO cũng chưa công bố là bệnh đã kết thúc. Rủi ro về dịch bệnh nó vẫn là rủi ro trước mắt. Và chúng ta cũng thể thấy là độ phủ vaccine mũi thứ 3 nó cũng sắp hết hạn tác dụng rồi. Và cái thời điểm đó nếu như mà dịch bệnh nó vẫn còn khả năng bùng phát thì là nó cũng sẽ là một cái rủi ro trong ngắn hạn. Cộng thêm khó khăn mà ngành y tế bây giờ đang gặp phải thì chúng ta mới thấy là tác động nó sẽ rất nghiêm trọng. Cái rủi ro ngắn hạn thứ hai tức là lạm phát. Cái giá xăng dầu nó tiếp tục tăng. Ở trước mắt đây là một cái sức ép rất là lớn. Thế nhưng mà nếu như mà rủi ro suy thoái nó tăng càng tăng lên thì lập tức là cái nhu cầu xăng dầu nó sẽ giảm xuống. Và lúc đó nó sẽ kéo theo cái giá xăng dầu giảm. Nhưng mà trước mắt nó vẫn là một cái rủi ro do tương đối là rõ ràng. Và cái rủi ro thứ ba đối với nền kinh tế Việt Nam, đây là rủi ro nội tại, tức là rủi ro về cái việc thực hiện giải ngân chậm, rồi thì những rủi ro về hệ thống tài chính, thị trường tài chính của chúng ta, rồi thì cái khả năng nợ xấu tăng lên, tất cả những cái đó nó đều là những cái rủi ro có thể là tác động đến sự phục hồi kinh tế. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, thị trường thực phẩm halal là những sản phẩm đã được phép và hợp pháp theo luật Hồi giáo với những tiêu chuẩn vô cùng chi tiết và nghiêm ngặt của các nước Hồi giáo. Mặc dù thị trường halal toàn cầu rất tiềm năng, song sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường halal đến nay còn hạn chế do gặp khó khăn trong việc cấp chứng nhận halal và thiếu thông tin về thị trường, văn hóa kinh doanh, tiêu dùng. Thế giới có gần 2 tỷ người Hồi giáo với mức chi tiêu cho thực phẩm halal dự báo là 1.400 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, dự báo sẽ tăng hơn 10 lần lên tới 15.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050. Để tham gia sâu vào thị trường halal, nhất là tại các quốc gia Hồi giáo, việc đạt được chứng nhận halal là chìa khóa để giúp các doanh nghiệp tiếp cận được với thị trường thực phẩm halal toàn cầu. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này vẫn còn khiêm tốn. Đang tìm ra cái thị trường Trung Đông hay là thị trường nước ngoài, là muốn xuất khẩu ra thị trường nước ngoài thì là cái đang bối rối ở cái thủ tục, cái pháp lý để đưa sản phẩm đó ra ngoài thị trường quốc tế thì là mình chưa có được đầy đủ những khác biệt về văn hóa, về kinh doanh, thị hiếu tiêu dùng và đặc biệt là khác biệt về giấy chứng nhận halal, trong khi thì ngày xu hướng tiêu chuẩn halal ngày càng khắt khe hơn, đa dạng hơn và thậm chí phức tạp hơn trong quy định về kiểm tra, thẩm định và cấp phép, cấp giấy chứng nhận.
khả năng hợp tác quốc tế với thị trường HALA thời gian tới, các sản phẩm xanh sạch bền vững sẽ là hướng đi có tiềm năng lớn với thị trường này. Bốn cái nội dung mà cần tăng cường hợp tác. Thứ nhất đó là về vấn đề xúc tiến thương mại các sản phẩm. Thứ hai nữa là đầu tư sản xuất các cái sản phẩm HALA. Thứ ba là chứng nhận sản phẩm HALA. Và thứ tư đó là xây dựng chính sách và quản lý nhà nước về lĩnh vực HALA. Hiện nay, dòng thực phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam sang các thị trường HALA là bánh kẹo, ngũ cốc, thủy sản, tiêu, điều, chè. Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sẽ giúp Việt Nam phát huy được những thế mạnh nông nghiệp với những sản phẩm chủ lực của mình trong thời gian tới. Vâng, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại đối ngoại và hội nhập tuần này. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!